Vệ tinh này phát hiện viên thiên thạch này bay lệch, đang hỏa tốc đến trái đất du lịch. Nó sợ đau nên chọn rơi xuống biển cho an toàn. Nhà khoa học dự đoán nó sẽ gây ra sóng thần lớn. Hy vọng chính phủ lên kế hoạch để bảo vệ người dân. Công ty này chẳng thèm nghe tin tức, vẫn thản nhiên tổ chức cho nhân viên đi du lịch. Giám đốc cho nhân viên ngồi trên con xế hộp lưỡng cư. Loại xế hộp này đi được cả trên cạn lẫn dưới nước. Chỉ cần chạm nước liền biến thành du thuyền sang trọng. Mã Tấn là nhân viên con nhà nghèo, làm việc lâu năm vẫn chưa trả hết nợ. Được buổi đi chơi mà đồng nghiệp cũng đòi nợ anh. May mà hôm nay giám đốc Mát tính tăng lương cho, đã vậy còn trúng tấm vé số giải độc đắc. Mã Tấn vui mừng nhảy nhót khắp du thuyền, đồng nghiệp không biết còn tưởng anh quên uống thuốc. Đột nhiên bầu trời xuất hiện cơn sóng thần lớn, bên trên còn có một con tàu chở hàng nghìn tấn. Mọi người hốt hoảng vội lấy áo phao ra mặc, đoàn người mất cân bằng đổ như dạ, nhìn thấy con tàu trước mặt bị lật. Những thùng hóa chất liên tục phát nổ, tài xế vội vàng đánh lái xế hộp sang một bên, nhưng không tránh khỏi liên lụy, chả mấy chốc xế hộp đã bị cơn sóng nhấn chìm. Đoàn người nhờ đó được đi thủy cung miễn phí, cá voi xám thấy xế hộp ngứa mắt liền vào một cái, khiến đoàn người suýt chút nữa bị đăng xuất. Khi tỉnh lại đã thấy mình ở trên đảo hoang, nhìn thấy mây đen và lốc xoáy kéo đến ầm ầm, mọi người vội vàng đi tìm nơi ẩn náu. Họ tìm được một hang động gần đó, ngày hôm sau cơn mưa mới dừng lại, anh tài xế Tiểu Vương đến hang động, gọi mọi người thức dậy trong cơn đói. Thì ra một người trong nhóm đã bị thương nặng, nhưng chẳng ai quan tâm đến người đó, đã vậy còn không ngừng cãi nhau, họ bắt Tiểu Vương liên lạc với đội cứu hộ. Mà nơi khỉ ho có gáy này, lấy đâu ra sóng, giáo sư nói chắc chắn thiên thạch đã rơi xuống đây, mọi người nghe xong cảm thấy vô cùng lo lắng. Tiểu Vương nói ở phía nam có rất nhiều cây lớn, chắc chắn sẽ có đồ ăn cho mọi người, nghe thấy có đồ ăn họ liền lẽo đẽo đi theo. Với kinh nghiệm sinh tồn dày dặn trong người, chớp mắt anh đã hái được rất nhiều hoa quả. Ngày thứ 6, Mã Tấn chế cái máy đo tín hiệu, nhưng đo mãi chẳng có phản ứng gì. Giám đốc ra lệnh chỉ huy cho cấp dưới sửa tàu. Anh ta vừa sửa thì chiếc xe đã bốc khói. Giám đốc tức giận quát mắng nhân viên. Trong hoàn cảnh này làm gì có ai nghe lời ông chứ? Lúc này Tiểu Vương xách một xô hoa quả sơn tới. Dư tổng đã không làm còn đòi ăn ngon. Tiểu Vương tức giận đến đá bay đồ ăn của hắn đi. Thấy bầu trời lại sắp đổ mưa, Tiểu Vương dẫn mọi người đến một hang sâu, nhóm một bếp lửa để sưởi ấm cơ thể. Họ muốn tìm một người uy tín làm đại ca, thấy Tiểu Vương có kinh nghiệm sinh tồn liền bầu cử, mọi người sẽ tuân theo mệnh lệnh của anh. Hôm sau, mọi người bắt đầu quay về thời nguyên thủy, dùng cây nhọn để bắt cá. Trải qua nhiều ngày trên đảo, họ nhận thấy Tiểu Vương rất nóng tính, thường xuyên quát mắng mọi người. Lúc này Mã Tấn phát hiện tờ vé số sắp hết hạn, anh liền chạy ra đảo tìm đường trở về. Tiểu Vương thấy Mã Tấn không chịu làm việc, liền vung gậy lên đánh tới tấp. Mã Tấn không phục muốn phản kháng, nhưng bị Tiểu Vương dí đầu vào nồi nước sôi, sau đó treo lên cành cây ngoài cửa động. May mà em trai đến cởi trói giúp. Sáng hôm sau hai anh em lên kế hoạch để về nhà. Trước khi đi anh khoe tờ vé số với Sam Sam, còn nói cho cô biết mình thích cô rất lâu rồi, chỉ là không dám nói cho cô biết. Sau đó hai anh em chèo thuyền ra biển lớn. Hôm sau họ nhìn thấy xác của con gấu lớn, mây đen cũng che kín cả bầu trời. Họ sợ hãi vội quay lại hòn đảo, Tiểu Vương phạt họ chèo thuyền trên đá cho mọi người xem, sau đó còn chế nhạo anh về tờ vé số. Giáo sư sau khi nhìn thấy xác con gấu, biết được băng ở Bắc Cực bị tan chảy, ngày tận thế sắp đến trái đất rồi, giám đốc nghe xong liền vứt hết tiền đi. Ngày thứ 25 trên đảo hoang, Tiểu Vương lúc nào cũng bắt nạt mọi người, chỉ có anh em Mã Tấn phản kháng rồi bỏ đi. Hai anh em tìm được con tàu bị nạn, tối đó giám đốc không chịu nổi sự áp bức, nên rủ thêm một số người theo mình, bọn họ đốt đuốc đi vào rừng trong đêm tối. Cứ loanh quanh mãi trong rừng rậm, Mã Tấn tìm được một tấm lưới đánh cá, hai anh em liền mang lưới đi bắt cá, sau mang cá đến tặng cho Sam Sam, hóa ra hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Anh dẫn Sam Sam đến căn cứ bí mật của mình, nơi này có vô số đồ đạc cần thiết, ở đây họ còn được ngắm cảnh đẹp miễn phí. Nhưng họ chưa kịp tận hưởng cuộc sống thú vị, thì tên giám đốc dẫn người đến cướp mất, mà Tiểu Vương cũng quân đến con tàu đó. Tên giám đốc lấy ra một bộ bài, mỗi lá bài sẽ tương ứng với số lượng cá, muốn có lá bài thì phải đến làm việc cho hắn. Tiểu Vương thấy vậy liền dẫn người bỏ đi, anh em Mã Tấn cũng bị tên giám đốc đuổi đi. Ngày thứ 60 anh em họ ở giữa hòn đảo, sống trong một con tàu rách nát, chịu đựng sự khắc nghiệt của hòn đảo. Những người còn lại thì sống sung sướng trên tàu, hai anh em Mã Tấn ngày càng yếu vì thiếu chất. Hết cách nên họ phải quay lại con tàu, nhìn thấy mọi người đều mua đồ bằng lá bài, hai người không có chỉ đành mượn treo lưới, ai ngờ bị chúng đánh cho sấp mặt. Hai anh em vừa đứng lên phản kháng, liền bị chúng đánh cho say sầm mặt mày, nhìn thấy Sam Sam đi cùng tên giám đốc, sự căm phẫn trong lòng anh nhân lên gấp bội. Tối đó Sam Sam mang cá đến cho hai người, Mã Tấn tức giận ném hết túi cá đi. Ngày thứ 90 trên đảo hoang, Long Vương ném cho hai anh em một con cá vàng, tiếp đó là một trận mưa cá lớn giáng xuống, đàn cá làm cho hai người sướng tê tái. Nhưng Mã Tấn phải đánh đổi bằng tờ vé số, họ nhanh chóng thu thập cá lại, đánh chén một bữa no nê sau bao ngày chịu đói.
sau đó treo cá dưới ánh nắng để bảo quản. Họ dùng cá để đổi công cụ sinh sống, xây dựng kế hoạch để chiếm lại con tàu. Rất nhanh hai bên đã nổ ra đại chiến, đánh nhau đến tối vẫn chưa phân thắng bại. Mã Tấn liền bật chiếc đèn tự chế của mình lên, chiếu sáng cho mọi người nhìn rõ để đánh nhau. Khi thấy họ không còn muốn đánh nhau nữa, Mã Tấn đứng lên kêu gọi mọi người đoàn kết lại, cùng nhau đứng lên chống chọi với thiên nhiên. Lời nói của anh dần thuyết phục được mọi người, tất cả đều giơ tay lên thể hiện quyết tâm của mình. Rất nhanh họ đã làm ra sợi mì đầu tiên trên đảo. Giây phút này ai cũng nghẹn ngào không nói lên lời. Sau đó mọi người hợp sức làm việc cùng nhau. Với sự cố gắng của họ, chiếc điện thoại đầu tiên đã được khôi phục. Họ cùng nhau xem ảnh gia đình mình, đèn trên con tàu cũng được sửa chữa lại, đưa họ đến thời đại 6.0. Cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn mờ, tận hưởng cuộc sống vô cùng vui vẻ. Mã Tấn còn tưởng tượng ra tình yêu lãng mạn giữa mình và người tình Sam Sam. Một ngày trong lúc mọi người đang đốt lửa trại, một âm thanh lạ đột nhiên vang lên. Anh em Mã Tấn cùng Tiểu Vương lên núi kiểm tra. Sau khi vượt qua một ngọn núi, họ thấy trước mắt xuất hiện một con tàu lớn, nó còn không ngừng bắn pháo hoa. Tiểu Vương vội vàng hét lên từng tiếng thất thanh, mặc kệ Tiểu Vương có vui mừng thế nào. Anh em Mã Tấn vẫn không bộc lộ cảm xúc, họ không muốn trở về đất liền, vì chỉ có nơi này hai người mới được xưng vương, nhưng họ vẫn phải chấp nhận sự thật. Mã Tấn bảo em trai đi thu dọn đồ đạc, em trai nói nếu quay về mình sẽ mất tất cả, ngay cả Sam Sam cũng khó mà giữ. Hai người liền ra một kế sách, họ trở về nói với mọi người rằng Tiểu Vương bị điên, vì uy tín của Mã Tấn cao ngất ngưởng, nên ai cũng tin lời anh nói mà không chút nghi ngờ. Lúc này Tiểu Vương mới trở về, miệng không ngừng nói về con tàu, còn liên tục giục mọi người thu dọn đồ đạc, nhưng chẳng ai chịu tin lời của anh cả. Còn súng đến bắt sống Tiểu Vương, họ cho rằng Tiểu Vương muốn về nhà quá, nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Họ đưa anh đến nhốt vào trong tủ lạnh, còn trích điện cho anh ấy nằm im bất động. Hôm sau, mọi người vẫn trích điện vào Tiểu Vương, vì cho rằng anh vẫn chìm trong ảo giác. Em trai muốn tên giám đốc nhường phòng cho mình, nhưng hắn ta nhất định không chịu. Em trai liền lấy chiếc điện thoại ra, định xóa đoạn video của con gái tên giám đốc, và uy hiếp hắn giao lại công ty cho mình thừa kế. Mã Tấn vô cùng bất mãn với hành động này, mà không thể ngăn cản được. Bất lực nhìn hắn viết giấy chuyển nhượng cho em trai còn quay video lại cả quá trình đó. Mã Tấn nói làm vậy sẽ phải ngồi tù cả đời. Em trai nói nếu không làm vậy mình sẽ trắng tay, vài ngày nữa con tàu đó sẽ quay lại, chúng ta sẽ cùng nhau về đất liền. Nhưng chỉ hai chúng ta đi thôi. Lúc Mã Tấn còn đang suy nghĩ sự đời, thì bị một nhóm người đến bắt đi. Không ngờ đó lại là kế hoạch của Sam Sam. Cô ấy muốn tỏ tình với Mã Tấn. Mọi người đồng loạt chúc mừng Mã Tấn. Lời nói của cô đã khiến anh cảm động. Anh hối hận vì sự ích kỷ của bản thân mình. Hai hàng nước mắt trên mặt không ngừng tuôn rơi. Anh nói tất cả sự thật cho mọi người biết. Em trai liền chạy đến nói anh mình bị kích động. Anh bảo Tiểu Vương hãy nói sự thật đi. Nhưng Tiểu Vương chẳng nói gì cả. Mọi người liền trích điện cho ngất xỉu. Khi tỉnh lại anh đi đến xin lỗi Mã Tấn. Hai người cùng nhau lên kế hoạch đốt con tàu. Ngày thứ 144 trên đảo, mọi người đang tổ chức dã ngoại. Hai người nhân cơ hội lẻn vào trong khoang tàu, đập vỡ ống dẫn dầu để châm lửa. Trong cơn say, Sam Sam nói Mã Tấn là tên lừa đảo. Mã Tấn nói anh muốn biển giả dối thành sự thật và bảo em trai hãy nói cho mọi người biết. Nhưng mọi người vẫn cho rằng anh bị điên. Anh cầm ngọn đuốc lên định ném vào con tàu. Mọi người vội vàng ngăn cản Mã Tấn lại. Tiểu Vương liền nhảy lên cướp ngọn đuốc. Hai người ném đi ném lại cho nhau, nhưng mãi không đến được con tàu. Đã vậy còn rơi ngay trước mặt Sam Sam. Mã Tấn bảo cô mau ném lên tàu. Sam Sam không do dự ném thẳng lên tàu. Do không đủ sức nên ngọn đuốc rơi vào vũng nước. Lúc này tên giám đốc châm điếu thuốc lên. Mã Tấn vội lấy kích ra kích vào con tàu. Hắn bị điện giật khiến điếu thuốc rơi xuống. Con tàu cứ vậy bốc cháy dữ dội. Mã Tấn cướp quyển sách chuyển nhượng ném vào lửa. Mọi người thấy vậy không ngừng đuổi theo Mã Tấn. Mã Tấn không may trượt chân rơi xuống vực. Anh rơi xuống biển mà trên môi vẫn nở nụ cười. Hôm sau anh bị sóng đánh dạt vào bờ. Anh không nhìn thấy ai ngoài con tàu bị cháy. Không, Sam Sam vẫn ở lại chờ anh ấy.